khôi. Rồi nó cứ bầm bầm. À nó bầm bầm. Con này rất là dễ bầm. Con này chỉ có một em có nhỏ nhỏ là nó sẽ bầm liền. Mèo ở nhà nha con, mèo ở nhà nha em. Coi nhà rồi coi quần áo cho chị nha. Đó thì Su đó, mọi người thấy không, quấn như bà đĩa vậy đó. Đây là cô gái Pakistan. Pakistan đó mọi người. Pakistan. Dễ thương không? Hello. Thì ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su xí sọn nha mọi người. Đó thì ngày hôm nay là ngày thứ ba sau khi mà Su đi mổ về rồi đó mọi người. Đó, Su bây giờ là coi như là bệnh nhân đó, Su giờ Su chỉ nằm yên một chỗ thôi. Đó. Hơn là cả nhà biết sao không? Có em mèo ở nhà nè để chơi với Su nè, cho Su đỡ buồn. Chứ không là nhiều lúc công binh Su thôi là chắc Su buồn chết luôn á. Đó. Su thì bây giờ chỉ nằm yên một chỗ vậy thôi chứ không có đi đâu được nữa đó. Hô ca thương ghê chưa? Bây giờ mọi người thấy cái vết thương của Su không? Bây giờ để xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người xem thử là vết thương của Su để lành này, hoặc là để lành, nói chung là da của Su nó lành chưa đó, cho mọi người cùng xem luôn. Đó, còn em mèo này Chu cho chị giỡn nè, giỡn ghê chưa trời ơi. Đó thì sau khi mà em Su được mẹ mình cho uống sữa nè, uống gần hết cái chén luôn nè cả nhà. Đó Chu, Su uống giỏi ghê chưa, bệnh nhân Su uống giỏi quá rồi. Nằm đây giờ. Nằm đây để mẹ kiểm tra thử cái bụng thử nha. Đó thì bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem thử là cái vết thương của Su nó lành chưa nha. Thì nó hiền lắm á cả nhà, mới có 3 ngày mà tùm lum ra dài nè. Đó, đây đây bây giờ là bà mẹ mình mở ra mình kiểm tra thôi được, chứ đi xuống kia là mấy cô kia cũng mới rửa. Xuống chỗ mấy cô cắt thuốc ơi á, cũng mới rửa cho Su. Đó, trời ơi, thương ghê chưa. Mai mốt mà khôi Su khỏe lại Su nhìn Su cứ nói cái rúng lồi của tôi đâu. Cái rúng lồi của Su đâu rồi? Con mèo nó ăn mất rồi chứ đâu nữa. Trời ơi cả nhà đây này cả nhà. Đi mày coi thì quay quá. Đó. Mày mấy mũi con? Cái này để mình coi mày chắc 3 mũi. 3 mũi. Đó là mũi cái gì chứ khô mẹ. Nha, thấy không? Đó là từ giờ là Su không còn cái rốn lồ nữa. À mất rồi, bằng thẳng bằng liếng bằng... nè. Giờ mất cái rốn lồ kia rồi Su ơi. Mai mốt cái rốn lồ hỏi cái rốn lồ của tôi đâu mà không biết trả lời sao á. Người da cũng hiền đó. Ai mà lấy mất cái rốn lồ của tôi rồi. Để băng lại đi xuống, bây giờ đi ẩm em xuống để cho cái cô đó có cô rửa cho Su. À. Rồi chích thuốc được hả mẹ? Cũng vào xuống chích thuốc để cho nó mau lành là vết thương đó. Đó thì ok, để bây giờ mình sẽ quấn ấm cho Su. Xong bắt đầu sẽ dẫn Su xuống dưới đó để chích ngừa, rửa vết thương cho Su rồi mình sẽ quay cho cả nhà xem luôn nha. Đó thì đây nha mọi người, thì bây giờ là mẹ mình là bây giờ là gọi là đưa bệnh nhân đi tới bác sĩ đây. Coi chị le cái lưỡi kìa. Coi cười á, mừng mấy người tới bác sĩ, mừng á. Thôi không sao, đi tới bác sĩ rồi, gặp bác sĩ là vui rồi, bác sĩ chữa bệnh cho Su mà. Rồi, đưa đây mọi người ơi, bây giờ mình ẩm Su để đi làm thuốc cho Su á. Đó, rồi. Đi rửa vết thương rồi, giờ em mèo ở trong đây giữ cái chỗ của Su nha. Đừng có cho ai vô nằm ở nha, để Su đi một xíu rồi Su về. Mèo ở nhà nha con, mèo ở nhà nha em. Coi nhà rồi coi quần áo cho chị nha. Đó, thì Su đó, mọi người thấy không, quấn như bà đĩa vậy đó. Đây là cô gái Pakistan. Pakistan đó mọi người. Pakistan. Dễ thương không? Đó, thì đây mẹ. Đây. Đưa đây, ăn đi. Đó. Thành phố. Thuốc 5 ngày đó mọi người. Đó thì 5 ngày đây là mình sẽ quay từng ngày để cho mọi người cùng xem luôn. Đó là câu chuyện của Su trong thời gian mà đi gọi là đi đĩa này như thế nào nha. A few moments later. Thì mình vừa xuống ngay chỗ thú y của chị đó. Thì ở đây có ba em cuốn này rất là thương luôn. Nói chung là mấy em đây là chắc là bị tai nạn nè, hoặc là bị cắn nè. Đó. Rồi. Nói chung là đó nên nói chung là những mọi người mà xem clip của mình á, một phần là nếu mà có muốn mà mua một em cuốn thì phải xích hoặc là giữ cẩn thận nha. Chứ nhiều lúc mà để mấy em mà như thế này thì rất là thương. Đó. Còn Su này, Su là bà đẻ, giờ bà ngồi bà đợi tới lượt để vô khám. Bây giờ ở trong cái phòng y tế ở phía trong á thì khá là đông rồi. Nên bây giờ mình với mẹ là ngồi ở đây để đợi. Đó. Thì đó thì chung là đó, nên mấy bạn mà nếu mà nuôi á thì nói chung là phải giữ nha, giữ kỹ xích đồ lại, đừng có để mấy em đi lung tung như thế này. Đó. Đó thì nói chung là rất thương mấy em đây nha. Đó. Còn Su thấy chưa? Bà đẻ Su kìa.
mọi người thấy không, Su mới đầu mới chỉ bị một cái sơ sơ thôi là thương cỡ này rồi, chứ đừng có huống hồ gì mà nói chuyện mà bị giống như những em này đó. Anh R coi, anh R gái cũng hiền kia cả nha, hiền đó, giỏi. Bây giờ là chị bác sĩ sẽ làm cho Su đó, là lau vết thương cho Su đó. Khoái cười cười nè, le lưỡi nè. Nói chung là Su mà xuống đó là nói chung là Su một phần là Su cũng thích mà nó phải cào bụng vậy ta. Su an tâm. Dạ thì em cũng con là bị cái lối lội chứ là con mổ rồi con sâu lại cho em họ được nó còn bị thắt á hả. Đây thì đây là nói chung là chị là đang kiểm tra vết thương cho Su đó. Dạ đúng rồi chị. Nhẹ tự 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 giống kiểu là lành nó ngứa rồi đó chị. Tự kèo ra luôn. Luôn ngồi yên nha. Tối nó ngủ là nó mới kèo con. Dạ. Ngày là không dám. Đây là chị kiểm tra lại. Vết thương được không chị? Nói chung là em thì không thấy nhưng mà em thấy nói chung da Su cũng là cũng hiền. Ba ngày hả chị? Chị bảo là cái miếng băng cho Su á là tầm cỡ là 3 ngày là chị gỡ ra được. Đó thì nói chung là Su từ giờ là chị có là nằm một chỗ để mình phục vụ thôi. Bệnh nhân giúp cho em ạ. Chị đợi đâu chị vậy? Đây. Rồi, Su đứng yên nha, ngoan. Đây là thuốc bổ hay là hay kháng sinh? Chết mà y như không chết vậy đó. Gì mà không la ó vậy Su? Dạ rồi, biết rồi. Cái đây đâu nè, cái đây này nó Su ơi, từ từ chị. Su ơi, dạ chị. Từ từ, hai cái thuốc này đang vô đang đầu. Su ơi. Rồi anh sợ. Là xích chích Su được chích xong 3 mũi rồi đó cả nhà. Giờ chị rửa vết thương nữa đó xong. Giờ thì con chờ cho tan thuốc. Đó, ví dụ mà anh em này mà nuôi các em cún á, mà ví dụ mà đi chích thuốc lên như thế này nè, là sau khi mà chích xong á là nhớ xoa cái chỗ chích nha, để nhiều lúc nếu mà không xoa là nó sẽ tạo thành một cái cục y như là cục ép xe vậy đó, y như là cái cục nó sẽ lù lên mũi cục đó. Đó thì mọi người nhớ nha, ví dụ mà đi chích cho em thì nhớ xoa đều cái chỗ đó cho nó tan cái thuốc nó ra. Đó, không sao. Rồi, Su giỏi, không sao ha. Em Su nè. Su giỏi. 5 minutes later. Con này rất là dễ bầm. Con này chỉ có một cái bầm nhỏ là nó sẽ bầm liền. Cơ địa của nó. Em điều trị cái đó. Dạ, để em chích cho nó khô xong rồi đưa thuốc về cho uống nha. Dạ. Là đỏ đỏ đây là bầm hả chị? Tự động nó bầm hết á. Tại vì cái tiểu cầu nó thấp đó là Đô nằm im đó, nằm im. Nên những con này nhiều khi không có mình, nó lỡ mà nó bị một cái tai nạn nhỏ lắm. Rồi giờ nó chảy máu. Em ráng cho chị, nó cái đó cho chị. Đó. Lily vậy? Lily. Con này tên gì chị nhỉ? Lily. Mẹ Lily. Lily là mẹ hai con ở cái clip trước đã cho mọi người xem rồi đó. Hôm nay là vẫn nhớ Su ạ. Đó. Tính ra vết thương, vết chị thấy vết thương của con Su em nó hiền chị. Là. Dạ. Dạ. Hết đúng rồi. Sức khỏe là cô này kiểu là sức khỏe cho Su không? Ở đây băng ra cho Su vậy. Những cái bụng con là thấy chịu không nổi rồi. Ngay viên thôi vậy con. Hả? Ngay viên à? Ngay viên.
bụng không là thấy mệt rồi, to như quỷ á. Bây giờ ai cũng nói em mập ở đấy giờ, phu lại giờ xí xọn mà mập quá. Người mập ba vòng mà bể này, bể vòng chơi tân vòng dưới nè. Đây kiểu mà mập quá là đi không nổi nữa. Nay về mẹ may đồ hơi bị khó rồi nha. Dạ. Dạ sao mà vậy? Được chưa? Đó. Rồi, đó. Thì đó thì mình mới dẫn Su xuống để cho chị kiểm tra vệ sinh cho Su. Nói chung là Su này rất là ổn luôn rồi đó mọi người. A few minutes later. Đó thì đây. Đây thì ba em cuốn đó nha. Đó thì bye ba em nha. Đó chúc em may nói chung là sớm khỏe. Ôi, thôi đi về. Đi về rồi cho Su uống một cái viên